Xin chào tất cả các bạn, một kỳ tuyển sinh mới lại về và đây chính là khoảng thời gian mà các thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ dự tuyển vào các trường. Những ngày gần đây, trên trang web cũng như Facebook của Đại học Sư phạm, chúng tôi liên tục nhận được những câu hỏi của thí sinh liên quan đến hồ sơ cũng như thủ tục dự tuyển vào các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng. Chính vì vậy, hôm nay, Truyền thông Sư phạm sẽ có buổi gặp gỡ và trò chuyện cùng tiến sĩ Giang Thị Kim Liên, Phó trưởng ban đào tạo Đại học Đà Nẵng, để có thể giúp các bạn giải quyết một cách triệt để nhất những câu hỏi này. Vâng, xin chào cô Kim Liên ạ. Và rất cảm ơn cô vì đã nhận lời tham gia cùng chương trình ạ. Thưa cô, hiện nay các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề tuyển sinh của năm nay. Và đây là tổng hợp những câu hỏi được đặt ra nhiều nhất, mong được cô giải đáp ạ. Câu hỏi đầu tiên đó là cô có thể cho biết thí sinh có điều kiện như thế nào thì sẽ được tham gia xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng ạ? Thì cái kỳ thi vào Đại học Cao Đẳng năm 2015 và Đại học Đà Nẵng năm nay thì cũng như đa số các trường đại học cao đẳng trong toàn quốc thì thí sinh hội tụ các điều kiện sau đây thì được xét tuyển. Thứ nhất là thí sinh tốt nghiệp bậc trung học phổ thông hoặc là tương đương. Thứ hai là thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do các trường đại học và cao đẳng chủ trì. Và thứ ba là thí sinh đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì các em sẽ được phép là đăng ký xét tuyển vào các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng. Vâng, xin cảm ơn cô vì câu trả lời ạ. Câu thứ hai cũng được rất nhiều bạn đặt ra, đó là cô có thể cho biết quy trình xét tuyển cao đẳng đại học năm nay ạ? Thì theo cái quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét tuyển vào bậc đại học và cao đẳng năm 2015 thì thí sinh cần phải theo dõi các thông tin như sau. Thứ nhất là đối với đợt xét tuyển lần thứ nhất thì ta gọi là xét tuyển nguyện vọng 1 thì thí sinh chỉ được sử dụng một giấy chứng nhận bản gốc của kết quả thi để dùng xét tuyển cho một đợt vào một trường. Và đối với Đại học Đà Nẵng thì thí sinh có thể được đăng ký vào một trong các cái trường thành viên là các trường đại học hoặc cao đẳng hoặc phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum và khoa Y Dược thuộc Đại học Đà Nẵng. Thì trong cái đợt xét tuyển nguyện vọng 1, thí sinh sẽ được đăng ký 4 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ 1 cho đến 4 vào một đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng. Và trong quá trình nộp thì thời gian là từ mùng 1 tháng 8 đến 20 tháng 8. Nếu thí sinh có nguyện vọng thì có quyền được rút hồ sơ ra để nộp vào một trường thành viên khác hoặc là nộp vào một trường khác ngoài Đại học Đà Nẵng. Và khi thí sinh đã trúng tuyển một ngành rồi thì sẽ không được xét tuyển các cái nguyện vọng tiếp theo của đợt 1. Và nếu như thí sinh không trúng tuyển cái đợt xét tuyển 1 thì thí sinh sẽ được phép sử dụng 3 cái giấy chứng nhận kết quả thi để xét tuyển có thể đồng thời 3 đợt bổ sung tiếp theo. Và khi mà xét nộp vào 3 trường thành viên của Đại học Đà Nẵng thì cũng tương tự như đợt 1, trong mỗi một cái đợt xét tuyển thí sinh cũng được đăng ký 4 cái nguyện vọng từ 1 cho đến 4. Và trong thời gian nộp cái hồ sơ để xét tuyển bổ sung thì thí sinh lại không được được rút hồ sơ như cái đợt 1. Mà sau một đợt xét tuyển thì thí sinh có thể, nếu chúng không trúng tuyển thì thí sinh có thể rút hồ sơ để nộp vào các trường khác theo nguyện vọng của mình. Thì đấy là những cái điều mà lưu ý thí sinh cần phải nắm vững trong cái quy trình xét tuyển của năm nay. Một câu hỏi tiếp theo nữa đó là Đại học Đà Nẵng xét tuyển điểm trúng tuyển của các ngành đào tạo theo nguyên tắc nào ạ? Thì năm nay là Đại học Đà Nẵng là xét tuyển theo các ngành. Và những cái hầu hết các ngành của các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng thì đều là nhân hệ số 1. Ngoại trừ một số ngành như sau thì có cái nhân hệ số. Thứ nhất là các cái ngành ngoại ngữ thuộc trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng thì cái môn ngoại ngữ là nhân hệ số 2. Và thứ hai là môn thi năng khiếu thì môn vẽ mỹ thuật của cái ngành kiến trúc thuộc Đại học Bách Khoa. Và hai môn năng khiếu kiến thức âm nhạc và năng khiếu âm nhạc thuộc ngành cao đẳng sư phạm âm nhạc của trường Đại học Sư phạm thì nhân hệ số 2. Còn tất cả các cái môn còn lại đều nhân hệ số 1. Thì nguyên tắc xét tuyển như sau, Đại học Đà Nẵng sẽ xét tuyển theo cái điểm thi của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Và trong trường hợp mà những cái ứng viên có cùng tổng số điểm mà cần phải xét để cho đủ chỉ tiêu thì sẽ xét theo cái ưu tiên. Và đó là cái tiêu chí phụ. Thì xét ưu tiên thì tùy từng trường và có cái tiêu chí riêng của mình. Cô lấy ví dụ như thế này, ví dụ là cái nhóm ngành mà kỹ thuật điện điện tử hoặc là kỹ thuật cơ điện tử của Đại học Bách Khoa thì sẽ ưu tiên cái môn toán là đầu tiên. Như vậy trong số các cái thí sinh có tổng số điểm bằng nhau
thì sẽ ưu tiên thí sinh nào có cái điểm của môn toán cao hơn. Và trong trường hợp những thí sinh này có điểm môn toán cũng bằng nhau thì sẽ xét tiếp đến cái môn vật lý. Đó. Và cũng tương tự như thế, đối với hai tổ hợp thì cái tổ hợp thứ nhất là toán lý hóa và tổ hợp thứ hai là toán lý anh thì sẽ xét ưu tiên thí sinh nào có điểm môn hóa cao hơn trong số những cái thí sinh mà có điểm môn anh bằng nhau. Và đối với trường đại học sư phạm thì cũng một cái ví dụ nữa, đó là ngành sư phạm toán thì sẽ ưu tiên cái điểm của môn toán. Như vậy những thí sinh nào có tổng số điểm bằng nhau thì sẽ ưu tiên thí sinh có điểm môn toán cao hơn. Hoặc là ngành sư phạm vật lý thì sẽ xét ưu tiên cho thí sinh có điểm vật lý cao hơn. Vâng, xin cô cho biết thêm các loại giấy tờ cần chuẩn bị khi nộp hồ sơ xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng ạ? Thì các cái giấy tờ mà thí sinh cần chuẩn bị để xét tuyển vào các cái bậc đại học và cao đẳng của Đại học Đà Nẵng cũng tương tự như các trường đại học cao đẳng trong toàn quốc. Thì các em lưu ý gồm các cái loại giấy tờ sau. Thứ nhất là phiếu đăng ký xét tuyển. Thì cái phiếu đăng ký xét tuyển này có mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra và trên website của Đại học Đà Nẵng cũng có cái mẫu phiếu đăng ký xét tuyển cho thí sinh được download xuống. Và trong cái phiếu xét tuyển này thì sẽ có ghi thứ tự là 4 ngành theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống. Loại giấy tờ thứ hai là bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia để cho các đợt xét tuyển. Và cái loại giấy thứ ba đó là bản sao giấy chứng nhận kết quả thi môn năng khiếu đối với những thí sinh có dự thi năng khiếu theo cái đề án tuyển sinh riêng vào Đại học Đà Nẵng. Thứ tư là một phong bì có dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ cũng như số điện thoại liên hệ của thí sinh để sau này khi có cái kết quả thì Đại học Đà Nẵng sẽ gửi kết quả cho thí sinh theo cái địa chỉ trên phong bì này. Và thứ năm là thí sinh cần phải nộp lệ phí xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và thứ sáu là những giấy tờ phụ, đó là những cái giấy tờ để chứng nhận các kia ưu tiên về chế độ chính sách hoặc là về cái khu vực dự thi cũng như là giấy tờ liên quan đến cái chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Vâng, một câu hỏi khác dành cho thí sinh dự thi năng khiếu, đó là thí sinh dự thi năng khiếu thì đăng ký xét tuyển bằng cách nào ạ? Năm 2015 ngoài cái việc là chủ trì cái cụm thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2015 thì Đại học Đà Nẵng có tổ chức thi các cái môn năng khiếu theo đề án tuyển sinh riêng vào các ngày 11, 12 tháng 7 năm 2015. Và khi các thí sinh tham dự kỳ thi này thì sẽ có cái giấy báo điểm của các môn năng khiếu. Như vậy, hồ sơ để cho các em nộp đăng ký vào Đại học Đà Nẵng thì cũng tương tự như thí sinh bình thường dự thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Tuy nhiên là em cần phải kèm theo cái giấy chứng nhận điểm thi năng khiếu. Và đặc biệt là trong cái phiếu đăng ký xét tuyển thì các em phải lưu ý là ngoài cái ngành năng khiếu mà các em muốn đăng ký dự thi ở Đại học Đà Nẵng ra thì trong phiếu có 4 nguyện vọng. Như vậy các em có thể đăng ký các nguyện vọng khác của các cái cũng trong một cái trường thành viên và những cái ngành khác nếu các em có đăng ký dự thi các môn theo đúng cái tổ hợp của xét tuyển. Đó. Và như vậy thì đối với lại các thí sinh mà dự thi năng khiếu ấy thì trong khi xét tuyển thì các em không phải nộp cái lệ phí xét tuyển. Và lý do là các em đã nộp cái lệ phí này trong cái thời gian mà các em đăng ký dự thi môn năng khiếu. Vâng, xin cảm ơn cô vì những giải thích rất rõ ràng vừa rồi ạ. Và đây cũng là một câu hỏi được rất nhiều thí sinh đặt ra, đó là cách thức nộp hồ sơ xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng thì như thế nào ạ? Đối với các thí sinh mà đăng ký xét tuyển vào Đại học Cao đẳng và các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng thì các em có thể nộp hồ sơ theo 3 hình thức. Hình thức thứ nhất là các em nộp trực tiếp tại Đại học Đà Nẵng theo địa chỉ là Đại học Đà Nẵng số 41 Lê Duẩn. Thứ hai là các em có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện. Thì theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian các em nộp hồ sơ trong cái thời đợt xét tuyển 1 là từ mùng 1 đến 20 tháng 8. Như vậy các em sẽ nộp hồ sơ chia theo đường bưu điện thì không phân biệt là nộp trước hay nộp sau. Miễn sao khi cái hồ sơ các em gửi đến Đại học Đà Nẵng thì con dấu bưu điện là nằm trong cái thời gian từ mùng 1 đến 20 tháng 8. Mặc dù hồ sơ có thể đến muộn hơn một chút thì cái hồ sơ đó vẫn là hợp lệ. Và xét tuyển thứ ba là xét tuyển nộp cách thức là đăng ký online, đăng ký trực tuyến. Thì khi thí sinh đăng ký trực tuyến, thí sinh sẽ đăng nhập vào trong cái trang web của Đại học Đà Nẵng và có hướng dẫn đăng ký trực tuyến. Và cái phiếu đăng ký trực tuyến cũng tương tự các nội dung như phiếu đăng ký xét tuyển bình thường. Và các em đăng ký vào trong cái trang web đó, sau đó thì các em in cái phiếu đăng ký trực tuyến ra và các em có thể nộp trực tiếp tại Đại học Đà Nẵng cũng như các thí sinh khác. Hoặc là các em cũng gửi cái phiếu đăng ký trực tuyến đó qua đường bưu điện.
Và đối với những thí sinh đăng ký trực tuyến thì sẽ rất là thuận lợi, bởi vì các cái thông tin của các em đã được cập nhật rất là nhanh chóng. Và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến khích các trường là tổ xây dựng các cái phần mềm để khuyến khích các thí sinh đăng ký trực tuyến. Mà như vậy thì là có 3 cách để nộp hồ sơ xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng ạ? Đúng rồi. Và có cũng các em cũng cần theo dõi các cái thông tin trên website của Đại học Đà Nẵng. Thì cái quy trình mà các em nộp hồ sơ hoặc là các cái bước các em nộp hồ sơ thì cũng rất là thuận tiện. Tức là khi các em đến Đại học Đà Nẵng thì các em sẽ có những cái bảng hướng dẫn, chỉ dẫn rất là chi tiết, hoặc là có đội ngũ sinh viên tình nguyện của Đại học Đà Nẵng sẽ hướng dẫn các em rất là tận tình. Như vậy các em có thể đến cái bàn tư vấn là tư vấn về cái chính sách ưu tiên hoặc là tư vấn nghề nghiệp chuyên sâu của các đơn vị thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng. Sau đó các em sẽ nộp lệ phí. Và sau khi nộp lệ phí xong thì các em sẽ đến một cái phòng để các em nhận số thứ tự. Rồi các em cầm cái số thứ tự cùng với bộ hồ sơ đăng ký đến cái phòng thu nhận hồ sơ. Và các em sẽ được gọi tên theo thứ tự rất là trật tự đến lần được các bạn thu nhận hồ sơ. Xin cô cho biết về thí sinh dự thi năng khiếu tại các trường khác, ví dụ như Đại học Huế chẳng hạn ạ, thì có thể dùng điểm đó để xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng được không ạ? Thì cái kỳ thi năm 2015 thì cũng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với các trường có đề án tuyển sinh riêng thì các trường sẽ tự chủ trong cái phương thức xét tuyển của mình. Vì vậy nếu thí sinh thi năng khiếu vào một trường nào đó thì các em cần phải theo dõi thông tin của mỗi trường, và mỗi trường có một tiêu chí xét tuyển riêng. Như vậy đối với các ngành năng khiếu của Đại học Đà Nẵng thì Đại học Đà Nẵng sẽ chỉ công nhận cái kết quả của những thí sinh nào mà dự thi cái kỳ thi năng khiếu vào Đại học Đà Nẵng theo cái đề án tuyển sinh riêng của Đại học Đà Nẵng. Như vậy nếu câu hỏi ví dụ của em về trường hợp là thí sinh dự thi vào Đại học Huế thì kết quả đó sẽ không được tham dự để xét tuyển vào cái ngành năng khiếu của Đại học Đà Nẵng. Vâng, xin cảm ơn cô vì những thông tin vừa rồi ạ. Một câu hỏi khác cũng được rất nhiều thí sinh đặt ra, đó là nếu như nộp hồ sơ vào trường khác không thuộc Đại học Đà Nẵng thì có thể rút lại hồ sơ đó để nộp vào Đại học Đà Nẵng được không ạ? Theo quy định của Bộ thì trong cái thời gian xét tuyển của đợt 1 từ mùng 1 cho đến 20 tháng 8 thì thí sinh có quyền rút hồ sơ của từ trường này để nộp vào trường khác, hoặc là rút hồ sơ ra để điều chỉnh nguyện vọng. Thế thì tương tự như vậy, nếu thí sinh nộp hồ sơ vào Đại học Đà Nẵng rồi thì cũng có thể rút hồ sơ từ Đại học Đà Nẵng ra để đăng ký xét tuyển vào trường khác. Thế thì khi các em muốn rút hồ sơ từ Đại học Đà Nẵng ra thì các em cũng theo dõi cái hướng dẫn ở trên website của Đại học Đà Nẵng. Thì các em sẽ đến để nhận cái phiếu yêu cầu rút hồ sơ và điền đầy đủ thông tin vào cái phiếu yêu cầu đó. Sau đó thì các em nộp lại cái phiếu yêu cầu rút hồ sơ. Các em cần phải mang theo chứng minh nhân dân, hoặc là nếu ủy quyền thì cho người khác, thì các em cần có giấy ủy quyền. Và các em có mang theo một cái giấy biên nhận đã thu hồ sơ trong cái thời gian mà em nộp hồ sơ trước đó. Thì toàn bộ những cái giấy tờ này các em nộp lại chỗ ban đào tạo của Đại học Đà Nẵng. Thì ngay lập tức là các em sẽ được giải quyết để cho rút lại cái hồ sơ, và sẽ có cái giấy chứng xác nhận là em rút hồ sơ rồi. Dạ, và thời gian thì chỉ là từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 8 thôi. Thì theo quy định là trong cái thời gian mà nộp hồ sơ xét tuyển của nguyện vọng 1, như vậy là từ trong vòng từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 8. Còn sau 20 tháng 8 rồi thì sau khi có cái kết quả rồi thì lúc đấy các em sẽ nộp cái nguyện vọng bổ sung. Vâng, xin cảm ơn cô ạ. Một câu hỏi tiếp theo đó là có thể xem danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng được không? Và nếu được thì chúng ta có thể xem bằng cách nào ạ? Vâng. Và đây cũng là một trong những cái quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cái việc xét tuyển vào Đại học Cao đẳng. Thì như vậy cứ sau 3 ngày thí sinh nộp hồ sơ thì số lượng thí sinh mà đăng ký vào các cái trường Đại học Cao đẳng sẽ được phải cập nhật trên website của trường. Như vậy Đại học Đà Nẵng như thời gian vừa rồi là sau 3 ngày thì ngày hôm nay là ngày thứ tư thì kết quả đã được đưa lên website của Đại học Đà Nẵng. Và các thí sinh quan tâm thì các em có thể vào cái trang web của tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng với địa chỉ là ts.udn.vn để các em xem cái danh sách thí sinh đăng ký trong 3 ngày qua. Vậy thì các bạn quan tâm tới hồ sơ xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng thì các bạn có thể vào website đó là ts.udn.vn ạ. Và câu hỏi cuối cùng chúng mình muốn đặt ra cho cô đó là khi nào thì Đại học Đà Nẵng sẽ công bố điểm trúng tuyển, và thí sinh trúng tuyển thì cần làm những thủ tục gì để có thể nhập học ạ? Theo cái kế hoạch tuyển sinh vào Đại học và Cao đẳng chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì Đại học Đà Nẵng sẽ công bố cái kết quả trúng tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng
và khoa y dược trước ngày 25 tháng 8 năm 2015. Và khi phát cái giấy báo nhập học và giấy báo trúng tuyển cho thí sinh thì trong cái giấy báo đó sẽ có ghi đầy đủ các cái thông tin về các cái loại giấy tờ cần thiết cho thí sinh để thí sinh thể nhập học. Tuy nhiên là để chuẩn bị tinh thần cho các cái thí sinh mà đã rất là tự tin trong cái kỳ thi này mà các em có thể là tin chắc là chúng ta sẽ vào nhập học tại Đại học Đà Nẵng thì cô cũng có một số cái gợi ý về các cái loại giấy tờ hồ sơ để cho các em chuẩn bị. Thì đó là thứ nhất là cái giấy báo nhập học do cái hội đồng tuyển sinh đại học cao đẳng của Đại học Đà Nẵng cấp. Thứ hai là bộ sơ yếu lý lịch của sinh viên. Thì cái bộ sơ yếu lý lịch này trong những năm gần đây thì Đại học Đà Nẵng đã đăng tải trên cái trang web của Đại học Đà Nẵng và thí sinh có thể download xuống và điền các thông tin vào và có xác nhận của địa phương. Và thứ ba là bản photo công chứng học bạ trung học phổ thông hoặc là tương đương. Tiếp theo là bản sao hợp lệ giấy khai sinh của thí sinh và bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Và các em có thể nộp 2 ảnh 3x4 và sau cái ảnh này thì các em ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, số báo danh để phục vụ cho những cái tài liệu tiếp theo. Và các em chuẩn bị một bản photo chứng minh nhân dân và cái bản photo này thì nên là bản photo mới và không có bị mất nét. Một bản sao hợp lệ giấy chứng nhận các cái diện chính sách ưu tiên. Và trong quá trình nhập học thì các em nên mang theo bản chính của các cái giấy ưu tiên này để cho nhà trường đối chiếu. Và các em thường là các em là đoàn viên thì các em có theo cái sổ đoàn viên tiếp theo. Và bên cạnh đó thì các em cũng chuẩn bị là nộp các cái loại chi phí, ví dụ như là học phí. Thì học phí có thể tính theo học kỳ hoặc là tính theo cái số tín chỉ của một học kỳ và cái bảo hiểm y tế cũng như là một số cái học phí khác mà theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vâng, xin cảm ơn cô Kim Liên vì những giải thích rất rõ ràng vừa rồi và mong rằng với những lý giải của cô Kim Liên thì các bạn thí sinh đã có thêm rất nhiều thông tin hữu ích cho kỳ tuyển sinh năm nay.